Xin giới thiệu mọi người nhé, hôm nay là mùng 4 Tết năm 2024 nhá, đang livestream để gửi sang bên Mỹ nhá cho cháu yêu quý của bà Phạm Thị Vương nhá. Đấy, hôm nay là hai mẹ con mẹ đứng dậy đi. Đây là bác Dung ấy, mẹ hạnh bỏ điện thoại ra đứng vào. Rồi. Nói gì đi. Ông bà là có 6 đứa cháu. Thế là riêng cháu nào còn năm nay, những năm về trước thì không nói. Nhưng năm nay thì là ông bà cũng còn tuổi hết cho các cháu đều đặn tuổi. Năm nay là cháu không đi du học ở Mỹ cho nên cháu không có mặt ở nhà. Mà cháu không được tham dự những cái trò vui ở trong gia đình nhà mình. Thế bây giờ là bà nghĩ là một mình thôi đấy. Thế nên ở Việt Nam cũng học ở đấy đúng không, tổ chức phép nhưng mà tổ ở nhà thì mừng tuổi vui lắm. Thế mỗi cháu chỉ được có 200 thôi. Nhìn đây, nhìn ông có 200, bà nhìn 200. Đây nhìn kia kìa, nhìn kia. Nhưng hôm nay là cháu bộ cũng mừng tuổi cháu nên cháu bộ cô chủ cháu được mừng tuổi à. Thế thì hôm nay là ông bà nè, các cháu ở nhà. Bố quay bà nói xem nào, sao nhỉ? Không nói bà nói quay hoa thì cái gì quan trọng thì quay. Không được như quay hoa ngoài là hoa đây. Chị Huyền chịu thiệt thòi không được vui ở nhà mấy, nhưng cho nên là ông bà quyết định là mừng tuổi cho cháu Huyền là 1 triệu. 1 triệu mà. Con ô, vỗ tay nào. Mua thuốc từ Mỹ gửi về cho bà, ông bà và cho tất cả mọi người. Đấy, là 2 đợt rồi. Thế đây là bà thì gửi chỗ này là 1 triệu, ông bà 1 triệu. Cháu kẹo cầm. Vâng. Thế tổng hại được chưa? Đấy, mình cảm thấy là bà tặng tất cho cả nhà hay chỉ có ông bà thôi? Dù ít dù nhiều nha, dù ít dù nhiều, cứ mỗi người nghĩ nhiều thì góp lại thành to. Thế là để cho cháu phấn khởi. Không đáng được bao nhiêu nhưng mà cháu cũng về vui lắm nha, là chị tiếp theo chậm rồi đó. Anh quên một rồi. Mình hôm nay đi. Mà phải làm từ yên cũng rồi. Không, bây giờ mẹ cháu. Con chưa? Chưa. Từ đây này, bên lộ ăn đi. Ngài bác Cung lên đi. Đang rồi. Bác Cung lên, bác Cung là trong lớn. Bác Cung lên đi. Đó là của chị. Và sau đây là cô Khánh chú mình. Đến từ 23 Trần Tất Văn chính thức. Tết năm nay là Tết năm Giáp Thìn năm 2024. Cô Khánh và chú mình rất là vinh dự khi được gửi tới cháu Huyền, Ngọc Huyền yêu quý cô chú với số tiền 1 tuổi là 200.000 đồng. Mong cháu trong năm 2024 này cháu sẽ đạt được rất là nhiều thành công và những cái gì cháu mong ước và những cái kết quả của cháu đã hy sinh mấy năm nay sẽ được đền đáp xứng đáng. Tiền ít nhưng mà thịt nhỏ. Cô sẽ yêu cháu mãi mãi. Tiền ít nhưng mà thịt nhỏ. Mong sao cháu sau này cũng sẽ yêu quý và có cơ hội gì thì hãy nhớ đến cô một tí. Hãy dành cho cô một tí nhá. Cô chào đi. Cháu. Và sau đây là sẽ gửi qua nhóm kèo giữa hội Huyền với Huyền nhá. Thế là ông bà 1 triệu, cô 200. Đấy, cộng vào đi để báo cáo luôn để có tiền để giáo Huyền vừa biết. Giờ đến này là anh bác Dung. Chắc không có người sờ sờ đấy chứ không được gì được còn đẹp hơn đấy. Tại cả là 20 trong cái phòng mình không ai biết được gì chứ. Đúng rồi đấy. Bác Dung hôm nay rời đi nhá. Nửa người. Đang nghe mẹ thì lên tặng trước đi nhá. Của bác Dung là
ghi rồi, ghi rồi, không phải ghi, ghi ghi âm rồi, ghi âm rồi. Ghi sổ rồi, ghi âm năm mươi. Cho chị Hạnh vay đi. Không. Cho vay đi. Cái gì nó phải mất là hẳn hoa anh chứ. 500 đô. 200 mẹ có đâu một nợ 300. Nợ gần hơn là 300 rồi. 300. Rồi. Đấy, mẹ gương mẫu thế. Là chỉ sau ông bà đấy. Bình Minh. Bình Minh. Ô Bình Minh. 10 nghìn đồng. Đừng có tiết kiệm này. 10 nghìn. Đúng rồi, một tờ đấy. Đấy, đúng rồi. Bình Minh nói đi, Bình Minh nói gì nói đi. Ra đánh thôi mà rất là dũng cảm. Dũng cảm chị. Mặc dù em chưa làm ra tiền nhưng mà em có được mời người khác mừng cưới cho em. Mấy con nó già ra. Chị Huyền sau này ở ca rồi đấy. Chị Huyền bác tặng bác dặn rồi. 5.000 là sau này con cố gắng là. Bác tặng bác dặn rồi. Sau này chị Huyền con cố gắng sang Mỹ học đi. Có gì sau này con bảo trợ cho em. Thằng em thiên tài của con giúp đỡ. Mà hôm nay bác cũng đã nhìn thấy tít có tài năng rồi đấy. Đúng là bác tít chụp ảnh cho bác ấy. Bác cũng rất đẹp. Bác dùng giò bà dùng mắt rồi là có đúng 100 rồi là rồi, à đúng 100 rồi. Có uống đi rồi ạ. Cháu uống 100 rồi. Cháu uống 100 rồi. Cháu uống 100 rồi. Kẹo qua chưa? Đấy đem chưa. Chưa hả? Chưa đến kẹo hả? Đến cú. Bây giờ mình nói lên. Mình nói nhanh lên. Anh nói đi. Có biết biết nói gì à, nhân dịp năm mới năm 2024 em kính chúc chị chăm ngoan học giỏi, đỗ đạt đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Đấy. Chị ơi năm nay tám mươi quá. Chị xứng đáng là tấm gương sáng để cho nhân noi theo. Em biết năm nay là năm thứ hai chị Phi phải rời xa nhà và đến tất một mình. Em biết gia đình rất vui nhưng mà cũng rất buồn vì phải thiếu. Ôi dồi ôi, chết cả tuyệt vời. Em hay nói chuyện còn nhỏ từ đấy làm em. Em được người ta mừng cưới nó biết em đi làm em tiền lãi lộc. Chị có biết không? Chiều nay mẹ chị vừa đi xem mắt rồi đấy. Mẹ chị đi xem mắt đó. Mẹ mẹ chị đi xem mắt ai? Nó để nó làm cắt ra cả dòng suy nghĩ của nó. Thôi được rồi. Trên bài nói trên bài ơi. Em có chút còn nhỏ. Chị không phải dạy người ta.